Em Nisan xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là 29 tháng 2. Em tiếp tục lên chia sẻ một số mặt bông hoa cát đẹp có tại vườn nhà em anh chị nhá. Anh chị cùng theo dõi. Và như thường lệ thì em cũng sẽ gắn hoa bên trái màn hình và đánh theo mã. Anh chị mà ưng mã nào thì anh chị nhớ đúng đầu mã nhá. Nhớ đúng đầu mã và gọi điện đặt hàng trực tiếp với em qua số điện thoại 0984 282 911. Đó cũng đồng thời là Zalo của em luôn anh chị nhá. Số em để ở bên trái đầu bài đấy anh chị. Anh chị mình cứ liên hệ với em qua số đó nhá. Em đi sang ở Bắc Giang và gửi hàng đi toàn quốc anh chị nhá. Mấy nay Bắc Giang nhà em rất là mưa nên là em phải phơi cây khô 1 đến 2 ngày nhá anh chị nhá. Có thậm chí là đến 3 ngày ấy. Nên là anh chị nhà mình không vội nhá. Cái cây khô đi đóng nó mới đảm bảo, không phải là cái cây em đục thùng thái ra mà em bán cho anh chị, cây nuôi ở vườn nên là nó phải phụ thuộc vào thời tiết nhá anh chị nhá. Anh chị nhà mình không vội nhá. Đấy, em gửi hàng đi từ 2 chậu nhá anh chị nhá. Anh chị nhà mình cố gắng chọn đủ đơn để em đi đơn nhá. Rồi, đầu tiên này, em sẽ đi vào một trong những cái mã mà lâu lâu hôm nay em ra vườn vẫn còn vài chậu nữa. Đó là cái cây Nacon No 2 nhá chị nhá. Cái cây này. Cái này hoa rất là đẹp nhá. Rất là nhiều anh chị hay nhầm cái cây này với cái cây rồng tàu á. Những cái mặt nó cũng ná ná nhau nha anh chị nhá. Đây, size cây em chia như này là cây trưởng thành rồi anh chị nhá. Đấy, anh chị lên cho em mã này là mã L74 với giá là 130.000 một chậu nhá. Giá em báo đây là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển một đơn hàng là 30.000 trên một đơn anh chị nhá. Anh chị lấy từ 3 mã 3 chậu đấy, em Linh San vẫn hỗ trợ ship nhá. Hết tháng này luôn. Còn từ tháng sau là 5 chậu em Linh San mới bao ship nha. Rồi, tiếp theo đây anh chị này. Em sẽ lên một cái chậu báo này, hôm nay còn sót đến chậu báo này thôi. Đấy, cái cây này gọi là cây báo Trinh Hua, mặt này là mặt sổ của đài nhá chị nhá. Đấy còn duy nhất cây này nữa thôi. Anh chị lên cho em mã báo đi, báo 130.000 nha. Đấy. Báo nhá. Đến đây anh chị này sẽ đi qua cho em một cái tông hoa màu tím đi anh chị. Màu tím nha, cái cây đây là cây tím Nhật Thịnh anh chị nhá. Cây tím Nhật Thịnh này thì hoa to lắm mà bông rất là đẹp. Đấy. Hoa siêu bự, hoa siêu thơm. Đấy, màu tím nha, một trong những cái dòng sổ của đài xưa. Anh chị lên cho em mã này là mã L5 với giá là 120.000 nha anh chị nhá. Em xuất cái luống này là cây tách chiết, cây cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, thuần tại vườn rất là lâu rồi, cây khỏe nha anh chị nhá. Cây nó rất là đanh cây luôn anh chị này. Và cái cây này là cây trưởng thành hết rồi, sẵn sàng cho ra bông nhá. Nhiều cây đang ra lá mèo như thế này anh chị này. Về anh chị nhà mình nuôi thêm á, một thời gian là có hoa chơi luôn thôi. Rồi tiếp theo đây anh chị này, qua cho em một cái mặt bông hoa, kích thước hoa cũng rất là to và hoa siêu thơm, thơm đậm luôn cho em nhá. Đó là cái cây chôm thông phân xì anh chị này. Cái lô này xuất cây mỹ mãn luôn anh chị nhá. Đấy, đẹp. Rất đẹp luôn và nhiều cây cũng đang lên lá mèo giống như Nhật Thịnh nhá. Đấy, đến lứa là em xuất cho anh chị cái lô này, về anh chị nhà mình cắt hết đây. Cắt hết cái chậu giá thể dừa đi, anh chị nhà mình sang chậu nhá. Bằng vỏ thông hoặc là than củi mình cố định chậu nhá. Đấy, để cây phát triển nhá. Cây phát triển, đấy. Em để dừa như này mình kiểm soát được nước thì cây cũng rất là ok. Nhưng mà thôi mình có ít là mình sang chậu nhá. Rồi lên cho em mã này nhá. Là mã L96, 130.000 một chậu anh chị nhá. Tổng hoa nữa, đó là cây cây hoa đỏ ngọc trai nhá chị nhá. Cây này hôm nay nở ngày thứ hai nó sẽ còn lên màu đỏ đậm nữa nha anh chị nhá. Ôi hoa thơm lắm anh chị ạ. Cây này thì dễ hoa lắm nha anh chị nhá. Đây, đấy, thơm, đẹp anh chị này, hai con mắt màu vàng nha anh chị nhá. Cây này anh chị chăm lực đi, hoa đi rất là nhiều hướng và một, nói chung là một chậu nó sẽ đi 4-5 hướng hoa anh chị nhá. Cây này lớn nhanh, đẻ khỏe, xiên hoa và cái size cây em chia này. Cái cây này là cây trưởng thành rồi anh chị nhá, nhiều cây đã tàn bông rồi. Đây, cây rất là đẹp như thế này, đây đi nhiều hướng như này, trường cây rất là đẹp nha anh chị nhá. Đó, lên cho em cây đỏ ngọc trai này mã L67 nhá. Đấy, đẹp chưa anh chị này. Đấy, L67 với giá là 130.000 một chậu nha anh chị nhá. Hoa đây. Cái cây này mới nở ngày thứ hai anh chị ơi. Đấy, càng gặp nắng thì hoa lên màu đỏ càng đậm và rất là thơm nhá. Đỏ ngọc trai L67 đấy. Anh chị nào chưa có giống thì anh chị sưu tầm nhá. Rồi tiếp đến đây anh chị này, qua một cái tông hoa màu tím nữa đi anh chị. Màu tím, cái cây này cây Lilac Key nha anh chị nhá. Cây này thì thân nó rất là mập, nó cũng nhiều thân, nhưng thân rất là mập này anh chị này. To, to, rất là to. Cái cây này thì hoa rất là to nữa luôn anh chị nhá. Thì đầu tiên em cũng sẽ mời anh chị nhà mình cùng ngắm mặt hoa nhá. Cái bông này hôm nay nó lên màu khá đậm đấy anh chị này. Ôi bông to chả bá luôn nhá. Mã này là mã L95, một trong những cái dòng lai của Lucky. Anh chị nào chưa có giống thì anh chị sưu tầm nhá. Bản thân cái cây Lucky nó đã đẹp rồi mà dòng lai này anh chị này. Ui cái lưỡi, cái khuôn mắt rất là đẹp luôn. Và cái dòng này thân nó rất là mập nha anh chị nhá. Thân nó rất là mập và hoa siêu bự cho em nhá. Cái cây này hoa nở bói mà hoa bự chả bá như thế này đấy. Thơm nhá chị nhá. Đây là cái size cây em chia anh chị này. Đấy, cây này sẵn sàng cho ra bông hoặc là nhiều cây em chia đây này, nó đã ra hoa rồi anh chị. Đấy nhá, nó đã ra hoa rồi đấy. Mình về mình chăm thêm lên mà mới là cho bông thôi, riêng những cái dòng lai như thế này nhá. Rồi lên cho em mã này là mã L95 nhá, 130.000 anh chị này. Cho em này có mấy chậu Anna còn sót tại vườn thôi mà sao nó to à? Vừa rồi Tết em chơi bông rồi đấy anh chị. Đấy. Mm-hmm.
bây giờ mang ra chia sẻ cho anh chị này. Chậu to như thế này, to, bự, rất là khỏe luôn. Lên cho em mã này là mã Anna nha anh chị. Anna 130.000 luôn anh chị này. Đấy. Và khuôn hoa rất tròn, rất đẹp. Thì đầu tiên em cũng sẽ mời anh chị nhà mình ngắm mặt bông hoa nở thực tế nhá. Cái mặt hoa cực kỳ là đẹp anh chị ạ. Sao mà cánh hoa nó dày, em đứng xa như này hoa cũng rất là thơm nhá anh chị nhá. Anh chị nào mà đã lấy cái mã này của em rồi, mã L21, đỏ L21 đấy, thì cũng đã ra hoa rất là nhiều và đã khoe lại hoa rồi. Đấy, mình cảm nhận đúng không? Thì đây là cái size cây em chia này. Cây này là cây đỏ L21 nhá. Lên cho em mã này L21 với giá là cũng 130.000 này. Đỏ rồi thì qua xanh đi anh chị. Xanh lưỡi đỏ nha anh chị nhá. Cái cây này thì hoa thơm đậm luôn cho em nhá. Dễ bông cực kỳ luôn. Em chia cái dòng này gọi là một trong những mặt bông hoa gọi là quốc dân rồi. Đấy, hoa màu cốm lưỡi đỏ nhung nha anh chị nhá. Lên cho em mã này là mã L73, 130.000 anh chị này. Cái cây này á, bền bông lắm luôn ấy, thơm. Rồi, tiếp đến đây anh chị nhá. Qua cho em một mặt bông hoa này. Cây này cây hoa đỏ viền vàng nha chị nhá. Cây hoa đỏ viền vàng Rung Napa Vansi Warm Welcome anh chị nhá. Đấy, em đọc cái tên khoa học ấy nên mình nhớ đầu mã thôi. Nhiều khi là mình không nhớ hết được cái tên khoa học của nó đâu. Nên là cứ nhớ đầu mã cho em nhá. Rồi, mã này là mã L97, 130.000 anh chị này. Cây này hoa đẹp lắm. Em lên tiếp một tông hoa vàng này chị này. Cái cây này cũng gọi là cây bắt đầu bước tuổi trưởng thành rồi nhá. Nhiều cây trong cùng lô này bắt đầu nó bắt đầu có bông rồi anh chị. Bắt đầu có bông rồi. Cây này thì hoa siêu to luôn cho em nhá. Siêu to, em phải nhấn mạnh siêu to nhá. Thì đây là cái size cây em chia này. Cây này anh chị lên mã L90 nhá. L90 101 đi. 101 nhá. Cây này đẹp lắm. Cái tông hoa màu trắng nhá, một trong những cái dòng xưa cũng hoa cũng thơm mà cũng rất là to luôn. Đó là cây Elizabeth nha anh chị nhá. Mã L89 anh chị này. Đấy, size cây em chia như này. Cây này thì lớn nhanh, đẻ khỏe nha anh chị nhá. Đó, bền bông lắm. Lên mã L89 cho em với giá cũng 130.000 luôn anh chị này. Và tiếp đây anh chị này, em sẽ lên một trong những cái tông hoa màu đỏ cũng rất là đẹp nữa. Đó là cái cây hắc tùng đỏ nhá. Nhưng mà lô này là lô sổ 5%. Đấy, đây size cây em chia như này. Anh chị nào mà thích lấy cái cây thân cao ấy, thì nó sẽ ít thân hơn là cái những cái chậu mà dày thân như thế này nhá. Dày thân thì thân nó sẽ không cao bằng đâu. Nói chung là nó hai cái chậu này nó bằng tuổi nhau nhá, cùng lô với nhau nhá chị nhá. Cùng lứa tuổi với nhau, anh chị nào thích lấy cây cao thì anh chị lấy nhá. Đấy, lên cho em mã này là mã L3 nhá, 130.000 một chậu. Hôm qua cũng có rất là nhiều anh hỏi là hắc tùng sổ là như thế nào anh chị ạ. Hắc tùng sổ 5% nghĩa là trong 100 cây hắc tùng sẽ sổ ra được 5 cây chớp. Nếu mà sổ ra được cây chớp thì rất là giá trị. Bây giờ người ta nhân cả đại vườn anh chị ạ, đại đồng ấy. Thế là người ta cũng không thể nào mà chọn biết được cái cây nào là cây chớp nha chị nhá. Chỉ khi mà nó sổ hoa rồi mình biết thôi. Đấy, thân lá nó y như nhau vậy à. Và tiếp theo đây anh chị nhá, sẽ lên cho em một cái tông hoa màu vàng cánh tia nha chị nhá. Đó là cây Light Tynangol. Cây này thì rất là đẹp và cũng không có nhiều anh chị nhá. Không có nhiều, hoa đẹp lắm, màu hoa to. Đấy, Tết em qua vườn em không để ý mà nó nở ra mà hoa sao mà bự, mà to, mà lại thơm. Đấy, lưỡi nó đỏ đen luôn anh chị nhá. Rồi, hoa em có gắn mặt bông hoa chuẩn ở bên trái màn hình anh chị nhà mình cùng theo dõi nhá. Lên mã này cho em là mã L6 nha, 150.000 anh chị nhá. Em còn ít thôi. Và tiếp đây nữa anh chị này, cái này là cái cây hoa trắng, họng màu vàng và môi màu son anh chị ạ. Cái cây này cũng không đại trà, một trong những cái mặt sổ của đài nha anh chị nhá. Bây giờ người ta làm tem lên anh chị. Đấy, và cũng không có đại trà nên là chỉ có những cái chậu như thế này thôi. Đây em nuôi ở vườn anh chị thấy không, cái bộ rễ này cây nó rất là khỏe nhá. Anh chị nào mà muốn lên một cái chậu to thì anh chị phải lấy 2-3 chậu anh chị cho vào một chậu to nhá. Đấy, cây này không có đại trà nên không có chậu bự đâu nhá. Lên cho em mã này nhá, L99, 100.000 một chậu nhá chị nhá. Cây này đẹp lắm, hoa to mà nó thơm. Và anh chị qua tiếp cho em một mặt bông hoa quốc dân nữa. Đó là cái cây hoa trắng lưỡi đỏ viền hồng nhá. Em gắn video hoa nở ở bên trái màn hình đấy. Thì hôm nay em cũng sẽ có hai size để chia cho anh chị nhá. Cái size như thế này là 130 L69 nhá. Size cây sẵn sàng cho giao bông nhá anh chị nhá. Già năm rồi. Đấy, L69 130 này, cây size này. Cái cây luống cây làm hoa em sẽ xuất cái luống cây làm hoa này, cây ta cao to như thế này anh chị nhá. 150. Đây sẽ có hai size cho anh chị nhà mình lựa chọn nhá. Hoa thơm. Đấy, rất là tròn bông luôn. Hoa này đẹp lắm luôn anh chị nhá. Đây nữa anh chị này, sẽ lên cho em một cái tông hoa nữa rất là đẹp, màu đỏ cam anh chị nhá. Hai con mắt màu vàng mà hoa bự chà bá. Đấy anh chị nhá. Đấy là cái cây tùng nôi anh chị nhá. Lên cho em mã này là mã B31 nhá. B31 chậu em chia đây là chậu to đấy anh chị. Đấy, rễ này, rễ đang chẳng chịt luôn. Cái cây này đẹp lắm nhá. Cái cây này á, mùa Tết em chia cho anh chị cái cây hoa ấy, chơi hoa bền bông lắm nhá. Thơm. Lên mã B31 130.000 chị này.
À, tiếp theo đây anh chị này sẽ lên cho em một cái dòng nữa. Thân cây rất là cao to luôn mà hoa siêu bự, bông hoa chùm. Thì đầu tiên em sẽ mời anh chị nhà mình cùng ngắm mặt hoa trước nhá. Cái hoa của Tai Trung Beauty anh chị nhá. Cái bông hoa này rất là to, bông hoa chùm. Đấy, nó có 4 bông, em ngắt một bông rồi. Đấy, anh chị nào mà chưa có giống thì anh chị sưu tầm nhá. Hoa rất là thơm luôn. Hôm nay nó mới nở sang ngày thứ hai, thế nên là cái màu của nó chưa có đậm nha anh chị nhá. Màu nó sẽ lên một cái tông màu tím hồng rất là đậm luôn và hoa rất là to. Thơm lắm anh chị ạ. Đấy. Đấy, một chùm như thế này. Rất là đẹp luôn nhé. Thì đây là cái size cây em chia này. Cây này gọi là cây người đẹp Đài Trung hay còn gọi là Tai Trung Beauty anh chị nhá. Đấy, mặt của đài. Đấy, thân lá rất là cao to như này. Lên cho em mã L8 nhé. L8 150.000 một chậu, cây thuần vườn mướt mượt luôn, không có chuyện là teo tóp thân đâu anh chị nhá. Cây rất là đẹp như thế này. Cuối cùng đây em sẽ lên một mã nữa. Cái cây này thì nó rất chi là siêng bông anh chị nhá. Đó, nó cũng thuộc dòng Yên. Đấy, anh chị nào muốn sưu tầm Mr. Yên thì em cũng có nhé, sẵn tại vườn luôn. Còn đây là cái dòng cũng thuộc dòng Yên nhá, mặt hoa nó sẽ khác một chút, em gắn ở bên trái màn hình đấy. Cái cây này thì thân nó chỉ như vậy thôi nhá. Siêng bông cực kỳ và bông hoa chùm, hoa cũng khá là to, thơm lắm đấy nha. Đấy, ở dưới gốc này. Đấy, cây này. Khá đẹp nhá. Anh chị lên cho em mã này là mã B30, 130.000 luôn anh chị này. Và như những hôm trước thì em cũng đã lên rất là nhiều mặt bông hoa khác ở trên kênh rồi. Anh chị có thể ghé kênh của em nhé. Anh chị tham khảo một số mặt bông mà mình ưng ý, mình nhớ đúng đầu mã. Đó. Hoặc là anh chị có thể chụp lại cái màn hình á thì gửi qua Zalo cho em cũng được nhá. Đó, số Zalo cũng đồng thời là số di động 0984 282 911 anh chị nhá. Rồi, anh chị ơi đừng quên tặng em Lisan một nút like video nhá và một nút đăng ký kênh. Em xin cảm ơn ạ.